Chỉ với 70 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe tải van mang chất lượng quốc tế như thế này. Chiếc xe này mới 100% và mang thương hiệu xe Foton đã quá nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta sẽ có một chiếc xe tải van được trang bị hầu hết những cái trang bị rất là đắt tiền mà các bạn chỉ có thể tìm thấy được trên những cái chiếc xe tải từ 400 triệu đổ lên. Chúng ta sẽ có trợ lực lái 45A, lốp lớn hơn, điều hòa 2 chiều, thép cường lực phân tán, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái trái tim của cái xe này, đó chính là bộ máy đam 1.5 lít của Đức. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu tại sao nó lại có giá rẻ như vậy và nó đặc biệt ở cái điểm gì. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng, rất là phấn khích được giới thiệu cho các bạn đến một cái sản phẩm xe tải van hoàn toàn mới của thương hiệu xe Foton. Thì cái sản phẩm này hiện tại trên thị trường có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ trả góp cái sản phẩm này chỉ từ 70 triệu đồng. Như các bạn đã biết rằng với các cái chương trình trả góp của một số các ngân hàng hiện tại thì sẽ hỗ trợ xe cho các bạn trả trước từ 50 đến 85% giá trị cái xe. Thì cái sản phẩm này hiện tại là một trong những cái sản phẩm mà có thể nói là một trong những cái sản phẩm xe tải van tốt nhất hiện có ở trên thị trường. Xe tải van hiện nay cái sản phẩm này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các cái sản phẩm tới từ Suzuki hay Đông Ben, hay là một các cái sản phẩm khác tới từ Kenbo và một vài cái hãng khác. Nhưng cái sản phẩm này trong tương lai nó sẽ là một trong những cái sản phẩm gây được tiếng vang rất lớn ở thị trường Việt Nam. Tại sao lại như vậy thì mình với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Trước tiên mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái vẻ bề ngoài. Đây cũng không phải là cái lần đầu tiên mình làm cái video giới thiệu về cái sản phẩm này. Mình đã làm khá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm kỹ hơn và giới thiệu tại sao giá nó lại rẻ như vậy, và tại sao mà các bạn đây là cái thời điểm mà rất là tốt để các bạn có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Trước tiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài sản phẩm này, nó hơi được bo tròn một chút. Chúng ta sẽ thấy rằng nó không giống bất kỳ một cái hình hài nào hiện tại đang hiện hữu ở trên đường phố Việt Nam. Như Đông Ben này chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều rồi, Suzuki chúng ta cũng nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cái dáng bo tròn như này thì chưa có. Cái logo này thì các bạn sẽ bắt gặp được rất nhiều của các cái xe tải cỡ lớn mà chúng ta đang gặp ở trên đường, đó chính là các cái sản phẩm của Foton. Thì Foton là một trong những cái thương hiệu mà họ có mặt ở khoảng 130 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam thì họ có mặt từ rất lâu rồi, họ hợp tác với Thao Công Trường Hải, và cái logo này là một trong những cái điểm để nhận diện ra cái thương hiệu Foton đó. Đây là cái logo của Foton. Chúng ta sẽ nhìn thấy các cái xe như là Thaco Lin này, nó cũng có cái logo này, một cái xe tải lớn hơn nó cũng có. Thì đây là một trong những cái thương hiệu đó. Cái logo được in 3D nổi, được dán ở trong này rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ có cái cụm đèn pha, đèn cốt bằng halogen ở đây. Đây là đèn xi nhan này. Chúng ta có đèn gầm. Ở đây chất lượng nhựa thì như mình đã giới thiệu ở đầu video ấy, cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà được trang bị cái thép cường lực phân tán. Để làm sao mà biết được cái thép cường lực phân tán là cái gì, chúng ta có thể gõ vào. Chúng ta sẽ thấy nó kêu, tiếng kêu của nó thình thịch mà nó dày. Đó chính là thép cường lực phân tán. Với những cái chiếc xe khác của các hãng khác mà ít tiền hơn như là Đông Ben hay Kenbo thì các bạn có thể là gõ vào, chúng ta thấy được cái độ mỏng của cái sản phẩm đấy. Nhưng với cái sản phẩm này thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ không bị rỉ đi và nó sẽ không bị móp nếu chúng ta bị va đập nhẹ. Ok, sau bên hông chúng ta sẽ có cái tên của cái sản phẩm này, đó chính là Grand Tour 1.5L. 1.5L đó nó thể hiện là chính cái trái tim của cái sản phẩm này, đó chính là cái bộ máy đam của Đức. Dung tích là 1.5 lít, có công suất cực đại là 85 kW, ở cái vòng tour là 6.000. Chúng ta sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái sản phẩm này là chỉ từ 6,5 lít cho 100 km. Ở đây chúng ta sẽ có cái tay nắm bằng nhựa. Nhựa này là nhựa chất lượng cao đấy các bạn. Ở đây là sẽ có một cái khe chìa khóa bằng cơ. Thì cái sản phẩm này được trang bị khóa điện rồi. Đây chính là cái khóa điện. Chúng ta sẽ có khóa điện ở đây, và có một cái chìa cơ như thế này. Ok, ở phần rear thì chúng ta sẽ quan tâm đến chiếc xe tải van, thì cái thùng hàng của cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể vào đây để nhìn xem cái thùng hàng của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này trọng tải là 950 kg. Chúng ta sẽ có một cái thùng hàng dài khoảng 2m2, rộng khoảng 1m5 và cao khoảng 1m5. Thì nó cho phép chúng ta chở cái trọng tải hàng hóa là 950 kg. Và ở đây cái sàn này được chia thành hai lớp này các bạn. Trên này là chúng ta sẽ có một lớp cao su, và dưới nó sẽ có một lớp sắt xi nữa. Hệ thống đường ray thì vẫn giống như hầu hết các cái chiếc xe tải van hiện tại có trên thị trường, chúng ta đều có cái hệ thống đường ray này. Ở phía sau thì các bạn sẽ nhìn thấy nổi bật bởi cái logo
cái logo của Photon đây cũng được in ba lê lỗi dập như này. Ở đây sẽ có cái chữ Photon này, chúng ta sẽ gặp cái chữ này rất nhiều. Và đây là tên của sản phẩm của Rautu ở đây. Chúng ta có hệ thống đèn hậu này, đèn xi nhan sau đây nữa, thêm đèn hậu đây nữa. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đó, cái cơ cấu trượt nó rất là ổn. Đấy là lý do mình nói ngay từ đầu video, đây là một trong những cái sản phẩm mà mình cho rằng nó hiện tại rất chất lượng ở trên thị trường. Chất lượng đến từng cái răng này luôn, các bạn có thể test từ cái răng này. Ở đây hai cái gồ lốp, các bạn thấy gồ lốp thì nhà sản xuất cũng đã làm nó rất là chắc chắn và rất là gia cố, nó rất là tốt so với những cái sản phẩm khác. Đây nữa, đây là lớp nhựa thôi, thì với những khách hàng nó hay sử dụng xe van thì có thể là bên mình sẽ chế thêm một cái lớp tôn đặt ở trên này. Bên này thì sẽ không có gì đặc biệt. Cái điểm đặc biệt thứ hai mà của cái sản phẩm này mà mình nói tới ở đầu video đó chính là lốp lớn. Cái sản phẩm này sử dụng cái cỡ lốp lớn nhất trong tất cả các dòng xe van hiện tại có trên thị trường, lốp 175R14. Những cái sản phẩm khác chỉ sử dụng cái lốp R13 thôi. Lốp lớn này thì cho phép các bạn là bám đường hơn, bền bỉ hơn, và các bạn có thể tải nặng hơn mà không gặp vấn đề gì cả. Để mà xem được cái chất lượng xe thì chúng ta sẽ nhìn từ cái hệ thống sắt xi này và hệ thống nhíp. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một cái lốp phụ đằng sau như này. Đó, thì sản phẩm chất lượng hay không chúng ta hãy nhìn vào sắt xi, các bạn đừng nhìn vào cabin, và các bạn cũng đừng nhìn vào những cái trang bị mà cabin cái xe đó được trang bị, và chúng ta hãy nhìn vào lớp sắt xi và các cái độ dày của thép. Đó là một trong những cái quan trọng để biết được cái xe đấy có chất lượng hay không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khoang nội thất để khám phá cái sản phẩm này. Xe tải van của Photon chúng ta sẽ có hai cái ghế da rất là to bản, chúng ta có thể nhìn thấy ngay khi chúng ta bước vào trong khoang cabin này. Ghế da này sẽ tiết kiệm cho chúng ta được vài triệu. Nếu chúng ta dùng ghế lỉ bình thường mà chúng ta bọc da sẽ tiết kiệm được vài triệu. Ngoài ra thì với cái ghế lỉ mà bọc da thì độ bền nó sẽ không được như cái ghế da chuẩn như thế này. Chúng ta sẽ có một cái điểm đặc biệt thứ ba của cái sản phẩm này, đó chính là phanh ABS. Như các bạn biết là phanh ABS là một trong những cái phanh chỉ được trang bị trên những cái chiếc xe đắt tiền. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái đồng hồ có cái logo của phanh ABS nó vừa sáng lên, nó tắt thì rồi đấy. Thì cái phanh ABS này sẽ giúp cho các bạn an toàn hơn khi vận chuyển, an toàn hơn khi đi đường, và an toàn hơn trong các cái trường hợp chúng ta phanh gấp. Cái phanh ABS này nó sẽ đắt hơn so với những cái sản phẩm xe tải van mà không được trang bị, khoảng hơn chục triệu. Đó, đấy thì chỉ đó là một điểm đặc biệt. Và điểm đặc biệt thứ tư của cái sản phẩm này đó chính là cái trợ lực lái 45A. 45A ở đây nó thể hiện cái điều gì? Là chúng ta sẽ lái nhẹ hơn khi chúng ta đi quãng đường dài. Tuy nhiên là nhẹ hơn ở một mức nào đó các bạn có thể cảm nhận được so với những chiếc xe tải khác mà được trang bị trợ lực lái điện. Ok, về mọi thứ chúng ta vẫn có một cái khoang nội thất giống như những chiếc xe con. Ở đây thì màu sản phẩm này thì màu nhựa giả da thôi, nhưng nó có một màu đen tuyền như này, nó sẽ lâu cũ hơn. Ở đây chúng ta có hệ thống multimedia đa phương tiện ở đây, điều hòa hai chiều, chống lây gió này, khe tản nhiệt ở đây. Chúng ta có kính điện, trợ lực lái điện, mọi thứ vẫn rất là quen thuộc. Chúng ta có đèn đọc sách ở đây. Ok, không có gì đặc biệt cả, thì mình cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái video khác rồi. Nên các bạn có thể xem qua những cái video mà mình đã giới thiệu cái sản phẩm này. Thì như vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van đang rất hot ở trên thị trường. Nó có một mức giá mà theo mình nghĩ rằng sau một thời gian nữa, vài năm nữa thì cái sản phẩm này sẽ được nâng lên khoảng 40 triệu so với cái giá hiện tại. Thì cái sản phẩm này mình đang phân phối khoảng 250 triệu là các bạn có thể xem, có thể có cái xe này rồi. Còn trả góp thì sẽ trả trước từ 70 triệu đồng. Nếu các bạn có quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, hãy để lại comment hoặc gọi cho điện thoại, gọi theo số điện thoại của mình là 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.